Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 23 tháng 9 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại thì trong xu thế giằng co khá mạnh. Thời điểm này thì đang giao dịch quanh mức 1.671,79 đô la Mỹ trên một ao. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.668,14 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.675,80 đô la Mỹ trên một ao. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ vẫn trong xuống tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,01%, giao dịch quanh mức 111,282 điểm. Đối với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,04%, giao dịch ở mức 19.400 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xu hướng tăng với tỷ lệ tăng là 0,22%, giao dịch ở mức 3,726% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,08%, giao dịch ở mức 83,420 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Theo Kitco News, thị trường phục hồi tương đối gần mức đáy hơn 2 năm là 1.653 đô la Mỹ trên một ounce được ghi nhận trong tuần trước đó. Bất chấp đồng đô la Mỹ tiếp tục giao dịch gần ngưỡng cao nhất từ năm 2002 sau khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed nâng lãi suất và phát đi tín hiệu về nhiều đợt tăng lãi suất nữa trong tương lai. Tuy nhiên, thì lãnh đạo Fed liên tục nhấn mạnh về khả năng nền kinh tế sẽ bị trì trệ trong thời gian tới. Theo ông, đây là điều đau đớn mà nước Mỹ rất có thể phải trải qua để giành quyền kiểm soát lạm phát. Trên thực tế, dù không thông báo rõ ràng về một cuộc suy thoái, nhưng Chủ tịch Fed nhiều lần nói rằng quyết định tăng lãi suất có thể gây ra nhiều tổn thương cho người lao động và doanh nghiệp. Và tại cuộc họp báo thì vị này cũng cảnh báo về nỗi đau kinh tế đang cận kề khi mà Ngân hàng Trung ương Mỹ tập trung hạ nhiệt lạm phát. Không ai biết liệu việc thắt chặt chính sách này có dẫn đến suy thoái hay không, hoặc là nếu có thì suy thoái sẽ nghiêm trọng đến mức nào, chúng tôi không thể biết trước điều đó. Hiện tại thì Fed chỉ có thể cam kết sẽ đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2%, theo ông Jerome Powell cho hay. Các chuyên gia đánh giá suy thoái kinh tế Mỹ chắc chắn sẽ xảy ra, vấn đề là vào thời điểm nào mà thôi. Về mặt kỹ thuật, kinh tế nước này đã bước vào suy thoái khi mà GDP tăng trưởng âm trong hai quý đầu năm. Tuy nhiên thì vẫn được thúc đẩy bằng thị trường lao động mạnh mẽ. Với lần tăng mới nhất của Fed thì nhiều chuyên gia đã đảo ngược lại nhận định kinh tế Mỹ sẽ suy thoái trong vòng 12 tháng tới và cho rằng suy thoái sẽ tới ngay vào cuối năm nay. Bên cạnh đó thì giá vàng đang được hỗ trợ trước sự gia tăng căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Việc này đã thu hút nhà đầu tư đến với tài sản trú ẩn an toàn, bù đắp áp lực từ đồng đô la Mỹ và lãi suất Mỹ. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn hay thường gọi là SJC, nâng nhẹ giá mỗi lượng vàng miếng lên 50.000 đồng trên một lượng, giá chiều mua niêm yết ở mức 65,85 triệu đồng trên lượng và chiều bán ra là 66,65 triệu đồng trên một lượng. Còn với các doanh nghiệp khác như là công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG, công ty vàng bạc đá quý Phú Quý, My Hồng và tập đoàn vàng bạc đá quý Doji hầu như là không có nhiều điều chỉnh về giá. Còn đến thời điểm phiên chiều ngày hôm nay, giá vàng trong nước biến động như thế nào? Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Nhìn chung thì giá vàng miếng SJC trong nước hiện tại thì cũng không có nhiều biến động, chỉ có một số hệ thống kinh doanh là điều chỉnh giảm nhẹ. Còn với vàng nhẫn bút số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì điều chỉnh tăng nhẹ quý vị và các bạn nhé, hiện tại đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.580.000, bán ra 6.660.000, chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra hiện tại đang là 800.000 đồng trên một lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.580.000, bán ra 6.662.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.580.000, bán ra 6.660.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.590.000, bán ra 6.650.000, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 6.580.000, bán ra 6.655.000. Phú Quý SJC
Mua vào 6.580.000, bán ra 6.655.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.585.000, bán ra 6.654.000, giảm 2.000 ở chiều mua vào, giảm 5.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.605.000, bán ra 6.635.000, giảm 10.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.540.000, bán ra 6.640.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng SCB mua vào 6.560.000, bán ra 6.660.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 6.580.000, bán ra 6.655.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.580.000, bán ra 6.662.000. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác. Thời điểm này thì cũng không có điều chỉnh về giá quý vị và các bạn nhé. Hiện tại thì chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra đang dao động trong khoảng 800.000 cho đến 820.000 đồng trên một lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.580.000, bán ra 6.662.000. SJC Huế mua vào 6.577.000, bán ra 6.663.000. SJC Bình Phước mua vào 6.578.000, bán ra 6.662.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.580.000, bán ra 6.660.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.582.000, bán ra 6.665.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.580.000, bán ra 6.662.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.578.000, bán ra 6.662.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại trong phiên chiều nay điều chỉnh tăng nhẹ trong khoảng từ 21 cho đến 50.000 đồng trên một lượng, hay là tăng trong khoảng 2.100 cho đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy vào mỗi loại vàng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.050.000, bán ra 5.140.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.050.000, bán ra 5.150.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.040.000, bán ra 5.100.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 4.919.500.000, bán ra 5.049.500.000, tăng 4.900 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 3.640.400.000, bán ra 3.840.400.000, tăng 3.800 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào 2.788.600.000, bán ra 2.988.600.000. Vàng 10K mua vào 1.941.900.000, bán ra 2.141.900.000. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn ở quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.